Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mặc cho bão nổi, Huệ Vương vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Cho đến nay, Vương Đình Huệ được xem như con người có số hưởng trên chính trường tại Việt Nam. Giả sử ông Nguyễn Bá Thanh còn sống thì Vương Đình Huệ chưa hẳn đã vào được tới tứ trụ. Trên chính trường, sức chiến đấu của Nguyễn Bá Thanh là rất đáng nể. Tuy nhiên, chưa kịp vào Bộ Chính trị thì ông Thanh đã xanh cỏ. Đã bao nhiêu năm qua, trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu đá vẫn không ngừng. Ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực tuyệt đối trong tay, ông làm cho thế lực khác không có cơ hội để ra tay. Đã nhiều năm qua, chưa ai làm gì được ông Nguyễn Phú Trọng, ngoại trừ lần ông gục ngã tại Kiên Giang vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 với một lý do là đột quỵ lần thứ nhất. Chưa rõ đây là một tai nạn bình thường hay là một âm mưu được sắp đặt. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ đang đợi bát vàng. Lần xém chết ấy được chính quyền chát lên một lớp bề mặt, nguyên nhân là do đột quỵ. Tuy nhiên sau đó nhiều năm ông ta không dám bén mảng đến miền Nam. Trong mấy tháng gần đây, cụ thể là vào ngày 23 tháng 9 năm 2022, ông mới dám mò vào Sài Gòn làm việc với ông Nguyễn Văn Nên. Ai cũng biết ông Nguyễn Văn Nên chính là cánh tay nối dài của Nguyễn Phú Trọng. Đến nơi mà Nguyễn Phú Nên làm chủ sẽ an toàn hơn là nơi mà Nguyễn Thanh Nghị làm chủ. Có người cho rằng từ sau lần đột quỵ tại Kiên Giang, ông Nguyễn Phú Trọng trở nên rất thận trọng. Và khi ông Trọng càng thận trọng thì con người của ông càng trở nên đáng sợ. Với ông Trọng, chỉ có ai đó làm cho ông sợ, ông mới chùn tay. Còn một khi ông đầy đủ tự tin bản thân được an toàn thì ông không còn sợ ai cả. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng là một trụ trong tứ trụ, mong là một người mạnh nhất, thì giờ đây bốn trụ chỉ còn ba, mà phe ông đã chiếm tới hai trụ. Với cú quật ngã tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì sắp tới đây dù ai ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước tiếp theo, người đó chỉ có thể là phe của ông Tổng Bí Thư. Khi đấy, triều đình có tứ trụ thì phe ông Trọng đã chiếm tới ba trụ. Vậy thì chỉ còn trụ thủ tướng là không thuộc phe của ông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang mải miết dọn đường cho ông Vương Đình Huệ. Một khi ông Trọng đã chiếm ba trong tứ trụ thì khi đó bão nổi lên quanh ghế thủ tướng sẽ càng trở nên dữ dội. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn đến phe ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Chính mang trong mình trọng trách rất nặng, đó là đẩy mạnh thế lực Thanh Hóa đi vào Trung ương và dìu Nguyễn Thanh Nghị đến chiếc ghế Phó Thủ tướng, đồng thời cũng tìm kiếm sự ủng hộ cho ông Nghị vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Ông Phạm Minh Chính từng đấu tay đôi và thắng ông Vương Đình Huệ ở Đại hội lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng xem ra sự thất bại đó là may mắn cho ông Vương Đình Huệ. Bởi sau Covid, nhiều vấn đề đã bị khui ra, mà những vấn đề đó đã bắt đầu từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng và được tiếp nối đến nhiệm kỳ sau. Liệu rằng ông Vương Đình Huệ có lo liệu được hay không? Năm 2023, vấn đề những sai phạm trong chính phủ ông Phạm Minh Chính sẽ bị đào sâu. Có thể nói ông Phạm Minh Chính sẽ còn vất vả rất nhiều để chống đỡ tứ bề. Chính phủ hiện còn chống chiếc ghế Phó Thủ tướng và Nguyễn Thanh Nghị đang nhắm đến. Tuy nhiên, không dễ để Nghị ngồi vào đó nếu ông Phạm Minh Chính bị quần đến trở tay không kịp. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang vất vả chống bão từ các đồng chí của mình. Ông Vương Đình Huệ được xem như là kẻ ngồi mát ăn bát vàng khi mà trước đây cả ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính đều chạy đua cho chiếc ghế Tổng Bí Thư. Thì nay một đối thủ đã bị rụng và đối thủ khác đang bị lung lay. Có người nói Vương Đình Huệ quá may mắn khi ông ta không được chọn vào chiếc ghế thủ tướng trước đó, và ông già đã chọn mặt cười vàng. Ông đã dồn hết tâm lực để chọn dọn đường cho ông Huệ lên Tổng Bí Thư vào nhiệm kỳ tới. Ông Phạm Minh Chính là người mạnh mẽ trên chính trường, liên kết với rất nhiều thế lực mạnh. Tuy nhiên, ông Chính vẫn không dám mạnh tay phản đòn ông già 80 tuổi, mà chỉ biết chống đỡ. Từ xưa tới nay, kẻ dưới cơ muốn chiến thắng thì phải biết một loại vũ khí bí mật, đợi đối thủ chủ quan hồi mã thương để giành thắng lợi. Không biết ông Phạm Minh Chính có nghĩ tới kế này hay không? Vương Đình Huệ được cho là có năng lực kém hơn Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Chính để lại cho bại tướng của mình ngồi mát ăn bát vàng thì cũng tệ.
nếu bị ép đến đường cùng thì cũng nên trời tất tay một lần để lấy tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Mặc cho bão nổi, Huệ Vương vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự bế tắc của ông Tô Lâm. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì Tô Lâm là công cụ rất lợi hại. Đối với người dân Việt Nam thì ông Tô Lâm là một hung thần. Đối với nước Đức, ông Tô Lâm là một tội phạm bắt cóc. Nói chung, ông Tô Lâm lấy lòng ông Tổng Bí Thư thì thế nào ông Tô Lâm cũng bị dính những vết nhơ. Thực ra trong đầu ông Tổng tự cho ông ta là vua, đứng trên cả pháp luật, nên ông cũng chỉ đạo cho Tô Lâm đạp lên pháp luật mà làm, cả luật trong nước lẫn luật quốc tế. Những vụ án chính trị cấp cao như ủy viên Bộ Chính trị thì có thể bị hạ bệ mà không nhốt tù, trừ ông Đinh La Thăng. Nhưng nếu là những người chỉ xếp vào hàng lính lát thì lại trừng trị rất nặng. Đã nhiều lần, Thời báo chấm đê đã phân tích trong cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, ai có chức thấp thì bị tội nặng nhất. Cho nên, khi một vụ việc đổ bể, những ai là lính thì nên tẩu thoát luôn. Ví dụ, vụ án Việt Á, hàng chục quan chức tầng thấp bị bắt vào tạm giam, chứ ông Nguyễn Xuân Phúc thì khó mà vào tù cho được. Đây là hình ảnh vào ngày 9 tháng 10 năm 2022, ông Tô Lâm gặp đại sứ Mỹ Mark Knapper để nói về hợp tác dẫn độ. Trong vụ IC, không những bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát mà bà còn bố trí cho 6 thuộc hạ khác cùng trốn ra nước ngoài thành công. Trong thời gian chưa tới 30 ngày đã làm được việc đó, có thể nói bà Nhàn đã chuẩn bị phương án B. Phương án này người ta hay dùng nhất trong lúc bế tắc, đó là kế 36 của binh pháp Tôn Tử, tẩu vi thượng sách. Trong nhóm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có người được xác định là đang ở Mỹ, đó là ông Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc công ty Thành An tại Hà Nội. Ông này nhờ luật sư trình bày với nội dung đưa ông gửi từ Mỹ về. Như vậy đã xác định được một trong 7 người trốn ra nước ngoài trong vụ IC là đang trốn ở Mỹ. 6 người còn lại chưa biết đang trốn ở đâu. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, ông Tô Lâm đã gặp bà Katharina, đại diện thương mại Hoa Kỳ để nói về hợp tác dẫn độ. Có lẽ nhiều người chọn trốn ở Mỹ bởi Mỹ họ có thể dễ dàng hòa nhập vì cộng đồng người Việt ở đây rất đông. Vào năm 2021, cộng đồng mạng cũng đã xác định ông cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Văn Sáng cũng chạy qua Mỹ khi bị truy nã. Có thể có rất nhiều người trốn chạy truy nã qua Mỹ. Tuy nhiên, nước Mỹ không phải là nơi mà ông Tô Lâm có thể tổ chức bắt cóc được. Nước Mỹ đang mang lại cho nền kinh tế Việt Nam hơn 50 tỷ đô la mỗi năm, không thể chọc giận Mỹ. Vào ngày 13 tháng 2, khi bà Katharina, đại diện thương mại Hoa Kỳ, đến Hà Nội, ông Tô Lâm đã tranh thủ làm việc với bà này để đặt vấn đề hợp tác dẫn độ tội phạm. Thực ra, chức năng của bà Katharina là làm việc với vấn đề thương mại, còn vấn đề tư pháp giữa hai nước thì bà Katharina chỉ là người mang thông tin về báo cáo lại mà thôi. Ông Tô Lâm đã từng gặp đại sứ Mỹ Mark Knapper vào ngày 9 tháng 10 năm 2022 cũng để đặt vấn đề này. Cách làm việc của ông Tô Lâm với phía Mỹ về hợp tác pháp lý cho thấy ông Tô Lâm rất nôn nóng, tuy nhiên có vẻ như Mỹ không quan tâm đến vấn đề này. Vào ngày 14 tháng 2 tại Hà Nội, ông Tô Lâm đã tìm cách gặp ông Bakin Tibor, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hungary tại Việt Nam. Ông Tô Lâm đặt vấn đề về hợp tác tư pháp dẫn độ tội phạm. Với việc ông Tô Lâm sang tận Berlin, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu để bắt cóc thì không biết phía Hungary có đồng ý hay không. Đây là hình ảnh vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, ông Tô Lâm gặp ông Bogadi Tibor, đại sứ Hungary tại Việt Nam để nói về hợp tác dẫn độ. Với việc ông Tô Lâm tìm mọi cách gặp các đại diện của các chính quyền Âu Mỹ đặt vấn đề hợp tác pháp lý dẫn độ tội phạm thì điều này cho thấy ông Tô Lâm đã tẩn khi không còn dám dùng chiêu bắt cóc như cách đây 6 năm tại Đức. Trong trường hợp ông Tô Lâm muốn hợp tác bắt tội phạm ngay lúc này thì có thể nói bất khả thi. Trong thời gian ngắn khó mà có những thỏa thuận hợp tác pháp lý giữa Việt Nam và các nước khác được. Cách giải quyết của ông Tô Lâm rõ ràng đang là rất hết sức bế tắc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Sự bế tắc của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de